Phúc An TV xin kính chào toàn thể cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phúc An TV. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ Phúc An TV trong suốt thời gian vừa qua. Đừng quên like cũng như đăng ký kênh giúp Phúc An TV với nhé. Tiếp tục cập nhật về show diễn của đàn gà con Tuyết Nhung, Thiên Ngân, Trường Sang, Yuno cùng với ca sĩ Mạnh Quỳnh. Vậy là show diễn vào tối đêm qua tại phòng trà Đồng Giao là đêm diễn cuối cùng kết thúc show diễn tháng 4 của ca sĩ Mạnh Quỳnh trở về Việt Nam cùng với đàn gà con của ca sĩ Phi Nhung. Tháng 4, tháng yêu thương, tháng mà tất cả chúng ta đều nhớ về một người nghệ sĩ có tấm lòng vô cùng nhân ái, một ngôi sao sáng xuất hiện ở trần gian, đó là ca sĩ Phi Nhung. Với những show diễn vừa qua trải dài từ Bắc chí Nam, những show diễn đều nhận được sự ủng hộ yêu mến của khán thính giả. Đàn gà con Quỳnh Trang, Tuyết Dung, Thiên Ngân giờ đây đã trưởng thành rất là nhiều, đặc biệt là Tuyết Nhung và Thiên Ngân, còn Quỳnh Trang thì đã rất là nổi tiếng. Giờ đây Tuyết Nhung, Thiên Ngân được mọi người ủng hộ và yêu mến rất nhiều. Với việc kết hợp Tuyết Nhung, Trường Sang cũng như Thiên Ngân, Yuno, những show diễn của Mạnh Quỳnh cùng với đàn gà con luôn có rất đông khán giả đến xem, ủng hộ chương trình. Điều này cũng đã nói lên được sự yêu mến của khán thính giả dành cho ca sĩ Phi Nhung, Mạnh Quỳnh Phi Nhung. Giờ đây tình yêu thương đó dành cho đàn gà con ngày càng lớn hơn bao giờ hết. Những show diễn vừa qua, đàn gà con đã thể hiện được sự trưởng thành với những bài hát ca khúc mới. Đặc biệt, đàn gà con ngày càng hát hay hơn, da diết ngọt ngào hơn, cũng như biểu diễn trên sân khấu tự tin và diễn xuất rất thành công. Đêm diễn hôm qua tại phòng trà Đồng Giao là đêm diễn cuối cùng. Sau đêm diễn thành công, đón nhận nhiều sự ủng hộ yêu thương của khán thính giả, thì Tuyết Nhung cũng đã lên tiếng nói về chuỗi live concert từ hồi 7 tháng 4 đến 16 tháng 4. Cụ thể thì trên trang cá nhân, em Tuyết Nhung đã chia sẻ kết thúc tour show của mấy ba con chúng em. Lời cảm ơn chân thành đến tất cả khán giả miền Bắc, Trung, Nam đã luôn đồng hành và ủng hộ cùng mấy ba con em. Trân trọng cảm ơn cả nhà rất nhiều. Em cảm ơn ekip gia đình, ekip của những chương trình vừa qua. Cảm ơn những người đã thầm lặng giúp đỡ cho concert của ba Quỳnh được thành công tốt đẹp đến như vậy. Các em sẽ luôn cố gắng trau dồi bản thân mình để không phụ lòng tất cả những tấm chân tình của quý vị đã dành cho các em. Đó là lời nhắn nhủ, lời hứa của đàn gà con mà Tuyết Nhung đã chia sẻ. Cảm ơn anh make up Đăng Lê đã họa mặt cho em những show vừa qua, hi hi, quá trời xinh xẻo ơi. Với việc chia sẻ của Tuyết Nhung như vậy, nhận được rất là nhiều sự ủng hộ yêu mến của khán giả. Tuyết Nhung kết hợp với Trường Sang, những show diễn đều nhận được rất là nhiều những bó hoa tươi thắm, những lời chúc mừng dành cho cặp đôi áo màu đỏ. Giờ đây cặp đôi áo màu đỏ có nhiều sự kết hợp với nhau trên sân khấu.
và là người tình của nhau trên sân khấu, giống như cặp đôi huyền thoại Mạnh Quỳnh Phi Nhung. Vì vậy mọi người yêu mến rất nhiều. Với việc chia sẻ của Tuyết Nhung như vậy, nhận được rất là nhiều lời comment, bình luận của khán giả dành cho Tuyết Nhung. Yêu bé, chúc bé thành công hơn nữa nhé. Vẫn luôn có một người đằng sau luôn ủng hộ và yêu thương. Cố lên bé ơi, chúc đàn gà con ngày càng thăng hoa. Chúc mừng Tuyết Nhung xinh đẹp hoàn thành show diễn trong thời gian này. Chúc em luôn thành công trên con đường nghệ thuật của mình nhé. Mãi ủng hộ em và Trường San, Tuyết Nhung và tất cả đàn gà con. Chúc mừng Ba Quỳnh cũng như đàn gà con đã có những đêm diễn thật tuyệt vời, thành công rực rỡ. Cố lên em nhé, mãi yêu thương và ủng hộ em trên con đường nghệ thuật. Chúc mừng cha con Mạnh Quỳnh, Thiên Ngân, Tuyết Nhung đã hoàn thành show diễn ý nghĩa nhất trong năm, tháng 4 yêu thương. Chúc mừng tour show diễn tháng 4 của Quỳnh cùng đàn gà con. Cảm ơn Quỳnh đã dìu dắt các con và làm những việc gian dở mà Nhung để lại. Chúc Quỳnh sức khỏe, hạnh phúc về lại Mỹ, thượng lộ bình an. Chúc mừng ba và các con đã hoàn thành những show diễn tháng 4 mang nhiều kỷ niệm yêu thương, đã thành công tốt đẹp, luôn theo dõi và ủng hộ gia đình Phi Nhung, Mạnh Quỳnh. Yêu các con nhiều lắm. Quá tuyệt vời. Chúc mừng ba Quỳnh và các con. Mẹ Nhung ở nơi xa chắc vui và hãnh diện lắm về các con. Các con phải cố gắng thật là nhiều nữa để không phụ lòng ba mẹ. Chúc các con thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công nha. Chúc gia đình gà con nha. Chúc ba Quỳnh và các con nhiều sức khỏe. Chúc ba Diễm thật nhiều sức khỏe để dìu dắt các con thành tài. Yêu đại gia đình của con. Và rất là nhiều lời chúc mừng của khán thính giả gửi đến với Tuyết Nhung, Thiên Ngân, Quỳnh Trang, Mạnh Quỳnh, Trường San, Di Du Nô, Trường Huy, Dương Huệ, những tour diễn từ Bắc chí Nam vừa qua trong tháng 4 yêu thương. Và chắc chắn thời gian sắp tới, những show diễn của đàn gà con sẽ ngày càng nhiều hơn, cũng như đón nhận được nhiều sự ủng hộ yêu mến của khán giả. Chúc cho đàn gà con cũng như anh Mạnh Quỳnh thật nhiều sức khỏe và luôn thành công trên con đường sự nghiệp ca hát. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã lắng nghe buổi chia sẻ cùng Phúc An TV. Hãy cho Phúc An TV xin một like, một đăng ký ủng hộ kênh, chia sẻ giúp Phúc An TV được tương tác với nhé. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.